Đỉnh điểm là cái người anh rể này luôn tìm cách để mà tiếp cận em. Thậm chí có một lần hả, người anh rể này trong lúc mà nhà gia đình chồng em không có ai hết, chồng em đi công tác á, cái người anh rể này hả xông vào cái phòng riêng của chồng em á để mà giở trò đồi bại với em á, nói với em á hả em phải biết điều, em mà không có biết điều á hả là anh hả sẽ nói những chuyện của chúng mình từ hồi thời sinh viên ra hả cho tất cả mọi người biết. Em lấy chồng năm em 26 tuổi thì chồng em là cái mối tình thứ hai của em. Sau thời đi học thì em quen chồng em trong một lần tình cờ khi mà em nằm bệnh viện á, em bị sốt xuất huyết thì được cái cô đó cổ nằm cùng phòng với em á, cổ giới thiệu cho em, cổ nói với em là cô có người cháu thì thằng này nó ba mấy tuổi rồi, con có muốn gặp nó không? Thì cô dắt con đi gặp nó cũng tốt tính đàng hoàng lắm, cho nên là em nghĩ là em cũng cũng nên tìm hiểu một người nào đó, cho nên là em cũng quyết định gặp chồng em để coi nó như thế nào. Sau đó thì em với chồng em quyết định tìm hiểu với nhau. Trong quá trình tìm hiểu thì em thấy chồng em là một người rất là hiền lành và kinh doanh rất là giỏi, rất là uy tín đối với người khác. Nhưng mà anh đó có cái tính đó là hơi nhút nhát, nhưng mà em nghĩ không có ai cầu toàn hết, cho nên thôi em cũng cảm thấy thương mến anh thật lòng. Sau đó tụi em quyết định tiến tới hôn nhân với nhau. Thì trong cái ngày kết hôn á, thì em rất là hạnh phúc khi mà em nhìn thấy được cha mẹ chồng em nè, chị chồng em là một người rất là hiền lành và tử tế. Sau khi mà về sống chung với gia đình chồng á, thì em rất là bất ngờ khi mà em gặp được cái người anh rể của chồng em á, thì anh này không có mặt trong cái ngày mà em làm kết kết hôn, cái ngày làm đám cưới á, thì anh này anh vắng mặt, anh đi công tác ở ngoài Hà Nội lần, cho nên em không có biết rõ ảnh. Nhưng mà em thật sự em rất là bất ngờ, tại vì em với cái anh đó có xảy ra một cái sự cố tai nạn trong thời em học sinh viên. Cái người anh rể này lúc mà thời còn học sinh viên thì ảnh có ở chung trong một dãy trọ với em. Thì anh này lớn hơn em khoảng 3 tuổi. Lúc đó anh đã đi làm rồi. Lúc đó cái anh rể này có tán tỉnh em, nhưng mà em không có cảm thấy quý mến ảnh hay gì hết. Tự vì em cảm giác giống như anh đó là một người rất là đểu và sở khanh đó. Tự vì em thấy anh đó hay đi với cô này, cô khác, cô nọ, rất là lăng nhăng và cũng hay nói xấu phụ nữ rồi này nọ. Cho nên em không có quá nhiều cảm tình với cái người anh rể này. Nhưng mà trong thời gian trọ thì chứ vô lần vô có một lần rất là tình cờ, đó là vào một buổi tiệc tất niên cuối năm á, thì cái dãy trọ nhà phòng của em á tổ chức một cái tiệc á, thì có rủ rê cái người anh rể này đi chung để uống cho nó vui á. Thì cái anh rể này mới chuốc cho em nó xỉn, và sau đó hả anh ấy nói với tất cả mọi người á là để dắt em về trước. Thì khi mà em xỉn như vậy em không biết gì hết á, thì cái người anh rể này á mới giở trò đồi bại với em. Buổi sáng em tỉnh dậy á, thì em biết là em đã bị giống như là cái người anh rể này đã có sự sắp đặt trước từ đó rồi, nên em cảm thấy em không có thích, cho nên em luôn tìm cách để em né tránh cái người anh rể này. Nhưng mà cái người anh rể này vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với em á. Em lúc đó thì em cũng có một cái người bạn trai á, thì em cũng cảm thấy có lỗi với cái người bạn trai đó lắm, cho nên em quyết định là em chia tay cái bạn trai em hiện tại luôn. Và hả em cảm thấy giống như em cũng bế tắc á, khi mà em liên tục bị cái người anh rể này làm phiền và em không thể nào chịu đựng nổi nữa, cho nên em quyết định là em rời bỏ cái khu nhà trọ đó để mà em thuê ở một cái căn nào đó xa thì xa để khỏi bị làm phiền nữa. Nhưng mà em rất là bất ngờ, em tưởng là cái đó là cái câu chuyện cũ, giống như mà một cái vết sạn trong lòng em đã trôi qua lâu rồi. Nhưng mà cái ngày hôm nay là sau cái ngày đám cưới thì em rất là bất ngờ khi mà em gặp lại cái người anh rể này, cho nên em không có muốn có một cái sự chạm mặt nào hết, cho nên hả em luôn cố gắng tìm cách và không có chủ động tiếp xúc với người anh rể này. Nhưng mà cái người anh rể này liên tục
để mà có thể là nói lại, khơi gợi những cái chuyện năm xưa, giống như là cũng muốn gạ gẫm em như vậy á. Trong lúc những cái nhà mà nó không có ai hết thì cái người anh rể này luôn chủ động để mà tán tỉnh em, rồi luôn chủ động là dở ra những cái chiêu trò để mời mọc em, hoặc là có những cái hành vi cảm thấy rất là dê em và muốn gần gũi tiếp xúc em. Em cảm thấy rất là kinh tởm. Trong một cái lần á, thì đang nấu ăn ở dưới bếp á, người anh rể này á, giống như là giả bộ đi lướt qua cái tủ lạnh á, lấy nước á, xong rồi lấy tay chạm vào mông em đồ này nọ, xong rồi ôm eo em á, đánh vào mông em á. Thì em tính la lên, em nói là ủa anh đang làm gì vậy? Thì cái tiếng của em nó lớn quá, cho nên là hả, cái người chị chồng á, từ trên lầu bước xuống á, thì có hỏi em là ủa chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà cái người anh rể này á, hả, là cướp lời em trước. Khi em chưa kịp nói gì, anh cướp lời em trước. Anh nói em á, hả, mới chạm nó có chút xíu à, đâu có làm gì đó đâu. Tự nhiên cái nó la lên vậy đó, bộ hả, nó tính vu khống anh hay sao, tính nói gì anh hả. Thì lúc này cái người chị chồng của em á, mới dừng lại nhìn em á, dưới cái ánh mắt rất là khó chịu và nghi ngờ em đủ thứ hết trơn á đó. Sau cái buổi đó thì hả, người chị chồng của em á, hả, luôn đề phòng em, rồi nghi ngờ em đồ này nọ, nhìn em với ánh mắt khó chịu và tỏ cái thái độ khó chịu, rồi hả, hạch hoẹ em đủ điều hết trơn á đó. Sau khi mà chồng em hả, không biết là nghe thông tin từ đâu á, cho nên chồng em cũng nghi ngờ rồi chất vấn em đủ thứ hết trơn á đó. Chồng em hả, trong cái buổi tối thì quay sang hỏi em á, ủa em với cái anh Đạt này có cái chuyện gì với nhau hả? Thì em cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu á, cho nên em chỉ trả lời với chồng em á là em với anh Đạt á có quen biết từ hồi thời sinh viên với nhau, thời em còn đi học. Nhưng mà cái câu trả lời của em á thì vẫn không giải tỏa được cái những cái sự thắc mắc, những cái khúc mắc ở trong lòng của chồng em á, cho nên cái mâu thuẫn đồ này nọ nó càng ngày càng gia tăng. Nhưng mà em nghĩ là chỉ cần em chịu đựng thôi thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không có gì. Nhưng mà đỉnh điểm á là cái người anh rể này luôn tìm cách để mà tiếp cận em. Thậm chí có một lần hả, người anh rể này trong lúc mà nhà gia đình chồng em không có ai hết, chồng em đi công tác á, cái người anh rể này hả, xông vào cái phòng riêng của chồng em á để mà giở trò đồi bại với em á, nói với em á hả, em phải biết điều, em mà không có biết điều á hả là anh hả sẽ nói những chuyện của chúng mình từ hồi thời sinh viên ra hả, cho tất cả mọi người biết. Lúc đó cái cảm giác của em cảm thấy rất là uất ức luôn, tự vì đây là lần thứ hai rồi mà anh đó lại có những cái hành vi dở trò đồi bại với em như vậy, cho nên là em rất là uất ức trong bụng, cho nên em bật khóc như vậy. Nhưng mà sau đó thì cái quá trình này nó vẫn tiếp diễn, em luôn gặp được những cái ánh mắt mà thèm thuồng từ người anh rể của em á, là thường xuyên lắm. Mà ảnh có những cái hành động hả, khi mà em phơi quần áo đồ này nọ, em luôn cảm thấy là cái nội y của em không biết là tại sao hả, nó bị mất một cách rất là vô lý luôn á, cho nên là em không biết lý do tại sao á. Thì có một lần á, cái người anh rể này tiếp cận với em á, nói với em á là hả, anh á vẫn còn lưu giữ những cái bức hình mà hồi xưa của anh với em với nhau á, anh nói cái gì là em phải nghe cái đó hả, em không có được trái lời anh, nếu không á là anh cho em biết tay. Thì sau khi mà em nghe được những cái lời từ anh rể em như vậy á, em rơi vào một cái cuộc khủng hoảng. Thực sự lúc đó em cảm thấy em cũng không muốn ăn gì hết trơn hết á, em không biết là phải nên làm cách nào để giải quyết. Lúc đó em trở nên em túng quẫn á, em sinh ra lo rối loạn lo âu đủ thứ hết, mà em làm việc em rất là hay lơ đễnh, rồi em cũng không biết sao, tự vì em rất là sợ gia đình chồng em biết đồ này nọ, cái đó trở thành một cái tì vết trong người em á, với lại em cũng không biết làm thế nào để mà có thể giải quyết được cái người anh rể em như vậy nữa, cho nên lúc nào em cũng sống trong cái sự phập phồng lo âu hết. Thì có một lần á, chồng em đi về á, uống say đồ này nọ, là cái việc mà từ đó từ xưa đến giờ anh đó chưa bao giờ xảy ra. Tự vì chồng em là người không có bê tha và nhậu nhẹt, thì khi mà chồng em say như vậy, chồng em nó như là quát lớn giọng em hơn á, trở nên chất vấn em á, là bộ em với anh Đạt có cái chuyện gì hả, mà sao anh lúc nào anh cũng nghe là hả người ta xì xầm sau lưng anh hết á. Anh nghe anh cảm thấy anh rất là khó chịu luôn á. Bây giờ em nói ra hết đi, anh giải quyết cho, em muốn cái gì thì em nói ra hết đi, anh giải quyết cho.
Cái xong thì lúc đó em mới cảm thấy giống như em bị uất ức từ xưa tới giờ. Em cảm thấy giống như là những cái sự mà dồn nén bấy lâu nay em cảm thấy em uất ức á. Cho nên em bật khóc với chồng em á. Và em nói hết mọi chuyện cho chồng em biết. Thì em đã nói với chồng là bây giờ là em cảm thấy em rất là sợ khi mà em đối diện với anh rể em như vậy á. Tại vì em không biết phải làm thế nào để mà có thể đối mặt với anh rể em á. Thực sự em cũng không có muốn gặp anh rể em đâu. Sau khi mà em kể hết với chồng em á, thì em cũng thẳng thắn với chồng em luôn á, là em biết là em sai rồi. Cái sai lầm là từ thời sinh viên của em á, nó luôn dằn vặt trong con người em suốt nhiều năm lắm. Em không bao giờ em muốn là em có thể lặp lại thêm bất kỳ một lần nào nữa hết trơn á đó. Cho nên khi mà em nói ra như vậy là em nói với chồng em bây giờ là em đã nói cho anh biết hết tất cả mọi sự thật rồi. Bây giờ anh muốn như thế nào á thì đó là quyền quyết định của anh. Thậm chí là em cũng chấp nhận là em ly dị luôn. Chứ em không thể nào mà em có thể sống trong cái môi trường này nữa. Tự vì nó giống như một cái ám ảnh của em nó bị lặp lại vậy đó. Sau cái đêm đó thì chồng em bỏ đi luôn trong đêm á, mấy ngày luôn mà em điện ảnh không có được á. Thì khoảng 3 ngày sau đó thì anh ấy trở về. Anh ấy bình tâm lại và anh ấy ngồi xuống để nói chuyện với em á, là bây giờ thì anh nghĩ là anh rất là yêu em, cho nên là anh cũng không có muốn mất em. Cho nên thôi bây giờ thế này nha, vợ chồng mình ra ở riêng đi em, rồi cái chuyện này thì anh sẽ giữ kín cho em, mà anh cũng sẽ không nói cho ai biết hết, coi như chuyện này là của anh với em biết lẫn nhau thôi, để mà em không còn cảm thấy áp lực nữa. Thì sau đó là vợ chồng mình xin phép bố mẹ đồ này nọ bỏ ra ở riêng hết. Người ta cũng hơi ngạc nhiên lắm, nhưng mà lâu dần thì cha mẹ chồng mình cũng chấp nhận. Và mình cũng không còn gặp cái người anh rể này hay là nhận bất kỳ cái sự quấy rối nào từ cái người anh rể này nữa. Qua cái câu chuyện của em á, em muốn cảnh cáo về cái người anh rể này á, cho những người nào mà gặp phải đồ này nọ thì phải biết được cái khả năng để mà có thể mà giải quyết được cái vấn đề đối với những cái người giống như anh rể này. Và cốt lõi thứ hai á, khi mà em kể cái câu chuyện này á, là em muốn giải tỏa được những cái áp lực tâm lý, những cái nỗi niềm mà từ xưa giờ em đã che giấu để giải tỏa cho chính bản thân em. Và em muốn cho mọi người biết là cho dù mà mình có phải những cái sai lầm gì trong quá khứ á, thì mình cũng nên sống và đối diện với chính bản thân mình, đối diện với cái sự việc đó đã xảy ra, dù ít dù nhiều đó cũng một lần. Tự vì khi mà mình đối diện với cái sự việc đó, mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn và mình có thể trưởng thành hơn. Mình cũng có thể là một người để có thể truyền động lực cho những người khác trong những vấn đề nan giải của họ.